Chào các bạn, tôi mới đi Thái về. Mặc dù cái sân bay ở Thái nó không rộng lắm, nhưng mà phát hiện ra là có người Việt Việt Nam của mình thôi sang sân bay hạ cánh ở chuyến trước của tôi một tiếng, mà lúc mình xuống mà họ còn loay hoay chưa biết cách ra khỏi sân bay như thế nào các bạn. Một chuyện rất đơn giản, nên là tôi làm clip này là cách hướng dẫn đi từ sân bay đi về, đi tàu điện về trung tâm. Nó rất đơn giản thôi, tuy nhiên là nó sẽ hữu ích cho những ai mà muốn du lịch tự túc mà lại sợ lạc đường hoặc là không biết tiếng. Mà thực tế là có người lại lạc như vậy các bạn nhé. Lần đi chơi này thì nhà tôi xác định là không mua sắm gì, nên là chỉ hai cái vali thôi, hai vali kéo là để bọn trẻ con lên để kéo di chuyển cho nó nhanh. Cậu anh thì vẫn ngồi vali kéo màu vàng như đợt đi sinh, còn cậu em thì vali đen có thêm cái đai bảo vệ để khỏi ngã. Màu sắc vali là cũng theo sinh cơ cải vận của hai bé. Cái cam của tôi thì nó lại không nét, nhưng mà khi lên ra bên ngoài thì các bạn sẽ thấy là thường có cái chữ Arrive đến thì nằm ngay bên tay trái. Các bạn cứ nhìn biển hiệu thôi, cái tiếng Anh nó cũng dễ nhìn. Ngay ban đầu nó sẽ có cái chữ Arrive đến, hoặc là Immigration là cái chỗ phần khai nhập cảnh. Cái biển của chữ Visa dành cho ai có visa là ở những cái nước khác thì có 300m thôi, còn chúng ta không cần visa thì cứ đi thẳng, khá là dài đấy các bạn. Như đoạn đầu nhà tôi không để ý đi bên ngoài nên nó hơi xa, thì cái đoạn sau là đi vào cái thang máy. Và các bạn đi như vậy 3 lần cái thang cuốn như vậy các bạn nhé, 3 lần cái thang cuốn, 3-4 lần thì mới đến bên tay trái là cái chỗ để làm thủ tục xuất cảnh. Sân bay này thì tất nhiên là không rộng được như sinh, tuy nhiên là các bạn cũng thấy nó rất là rộng và xa, nên là nếu mà không để ý mà không di chuyển nhanh thì cứ sẽ lang thang trong này rất là lâu. Đây là tôi tua nhanh và cắt bớt một số đoạn đấy, nên rất nhiều cửa hàng luôn các bạn. Nếu ai mà cứ đi nhìn ngắm cửa hàng nữa thì chắc hết ngày ở trong sân bay này. Thì cứ đi như vậy lên trên thì bên tay trái các bạn sẽ có cái khu vực nhân viên đứng có chữ nhập cảnh ở đây. Thì có line của Thái hoặc là Foreign này các bạn, là cho người nước ngoài. Tuy nhiên là nhà tôi có em bé thì đi vào khu vực ưu tiên bên tay phải. Còn không thì bình thường các bạn không có trẻ con thì đi bên tay trái. Quay như vậy để các bạn đi, ai đi lần đầu thì đỡ bỡ ngỡ. Đây là chỗ ưu tiên bên phải. Đấy, thì vợ tôi đi rất nhanh, mình thì đang chạy đằng sau chỗ ưu tiên này này. Thì ở đây may là có cái cam này thì lại lưu được lúc tôi đang mặc cái áo có ngài trung quỷ, thì hải quan ở bên này họ khá thân thiện và rất vui vẻ khi nhìn thấy cái hình trên áo tôi và cái hổ phách đeo cổ to là cái cô này cô thích, nên là cô cứ hỏi mãi. Thì mình đứng mình nói về thần tài các thứ thì họ hiểu, nhưng mà lúc nói tên ông Trung Quỳ thì họ không biết. Tất nhiên tại vì ngài Trung Quỳ thì chưa phổ biến lắm, nên là đây là tôi đang lấy điện thoại để tôi gõ tên cha trên mạng, vì là cái chị ngồi trong này chị thích thì gọi cả cái thêm một bạn nữa chạy sang xem. Đấy, mình nhân tiện được dịp giới thiệu về ngài Trung Quỳ. Vì thông thường thì khi nói đến thần tài đấy, cái bạn này là bạn ấy cũng tra ở trên mạng, nói về thần tài thì mấy bạn này bạn hiểu luôn, nhưng nếu bảo về cả cái khả năng trừ tà ma thì họ cũng chưa hiểu và chưa nghe đến bao giờ, nên là cũng rất tò mò. Xong thủ tục hải quan thì lại có mê hồn trận các cửa hàng, và nếu bạn gửi hành lý bạn phải đi lấy hành lý đã nhá. Đấy, xong đến mê hồn trận cửa hàng thì lại phải đi nhanh để còn ra ngoài. Chỗ này là còn chưa ra ngoài các bạn nhá. Hải quan thực sự ra thì đây họ nghi ngờ vali nào họ vẫn bắt lên để check lại lần nữa. Đấy, đi ra hẳn hết chỗ này thì mới là đi ra ngoài. Thì cái khu ngoài này nó là tầng 3,
Nếu mà đi taxi các bạn đi xuống một tầng là tầng 2, còn nếu mà như nhà tôi đi tàu điện thì phải đi xuống thêm một tầng nữa là tầng 1 ở bên dưới. Đấy, thì có những cái biển chỉ dẫn ở bên này. Nếu đi tàu bạn nhìn cái biển xanh xanh đỏ đỏ, chỉ tàu ở đâu thì các bạn cứ đi theo cái hướng mũi tên đấy thôi. Đi từ trong ra thì mất khoảng 10-15 phút, xong đi xuống tàu các thứ mất khoảng 10-15 phút nữa. Đi ra taxi thì cũng vậy. Đi tàu thì không sợ tắc đường, còn taxi thì tùy cái thời điểm chuyến bay của bạn, tắc hay không thì hên xui nữa đúng không? Nên là sẽ mất khoảng tiếng rưỡi để về đến khách sạn. Đấy, đi vào trong theo cái biển xanh đỏ thì đi xuống dưới. Thông thường thì cũng có cái thang máy đấy các bạn. Tuy nhiên là cái thời gian đi tìm thang máy thì có thể cũng sẽ không bằng cái thời gian chúng ta đi luôn. Nên là tôi cứ nhìn biển chỉ dẫn tôi đi theo thôi. Sau khi xuống thì lại quay đầu xuống tiếp một tầng nữa. Đấy, xuống dưới này thì mới đến chỗ để đi tàu về trung tâm. Mua vé thì có hai cách. Một là bạn ra quầy. Nếu mà không đông, bạn ra quầy thì bạn nói cái địa chỉ, chẳng hạn ở đây là Pet Thái, thì người ta bán vé luôn cho bạn, nó cũng rất nhanh. Hai là nếu ở trên màn hình mặc định tiếng Thái thì các bạn bấm vào chữ English này thôi, bấm vào tiếng Anh. Sau đấy thì bạn chọn cái điểm đến. Điểm đến là cái điểm Phaya Thái. Đấy, Phaya Thái các bạn bấm vào, nó sẽ hiện ra giá tiền và nhân lên cái số người bao nhiêu, các bạn bấm vào dấu cộng. Thường trên 1 mét là người ta tính tiền vé rồi. Và khi cộng lên số tiền thì các bạn chỉ việc cho tiền vào cái khay thôi là sẽ được. Đôi khi tiền cũ nó không nhận thì có thể bạn đút vào thì nó lại đẩy ra, thì bạn có thể quay đầu lại hoặc là thay cái tờ tiền khác là được. Thì như cái trường hợp này tôi cho vào là nhận được luôn. Họ sẽ có cái thẻ từ và cái tiền lẻ ở bên phải. Chưa đi được luôn đâu nha, đây là còn vào thang máy thì xuống một tầng hầm nữa thì mới đến chỗ có tàu. Đây, xuống thang máy thì mới bắt đầu lên tàu được. Chỗ này họ làm không khớp nên là phải nâng vali lên. Tàu khá đông. Như có nói ở phần trước thì cũng có bạn là bảo là sao lại không đi taxi chẳng hạn. Như tôi có nói là taxi thì một là có rủi ro, có thể tắc đường. Cái thứ hai là ở nhà thì đi xe suốt ngày rồi, đi du lịch thì đi trải nghiệm, đi xe buýt hay đi tàu thì bọn trẻ con nó vẫn sẽ thích hơn nhiều. Đi tàu từ sân bay vào trung tâm theo tôi vẫn là cái giải pháp tối ưu nhất. Bạn đi vào trung tâm rồi sau đấy gọi taxi cũng được. Còn như nhà tôi thì vì khách sạn là cách hai bến tàu khác nên là xuống thì lại chuyển bến tàu thôi. Vừa rồi là hướng dẫn cơ bản đi từ trong sân bay ra bên ngoài. Thì với những ai mà chưa đi bao giờ còn bỡ ngỡ thì có thể xem để tham khảo. Còn phần sau là chia sẻ tiếp hành trình của gia đình tôi. Thì khi xuống thì nhà tôi sẽ ở khách sạn Novotel gần khu xem. Khu xem này thì tại vì là đối diện khách sạn sang khu xem sẽ là cái điểm để xem thủy cung. Thì hôm sau mình sẽ cho trẻ con sang đây vào thủy cung xem, là đi bộ rất là tiện. Như cô nói là sinh nhật trùng cuối nên là phòng ngừa là nhỡ bọn trẻ con mà thích thì mình có thể cho mua vé cho xem ngày thứ hai, nên là cũng đặt khách sạn ở đây 2 ngày. Đây là tiếp tục mua vé để di chuyển về khu xem. Tiền thì thông thường là cái tiền Thái có tờ 1.000, thì cũng may là tôi cũng đổi mấy tờ 100 nên là cho vào đây là ok. Đấy, nó cũng không nhận thẻ, không nhận ra tiền các bạn nhé. Thì phải đổi một số tờ thì mới được. Khi đi thì các bạn quẹt thẻ ở bên trên thì nó mở ra rồi mình chạy sang thôi. Chỗ này thì có vẻ nhẹ chứ ở bên tàu đi nó đập lại rất nhanh và rất mạnh, nên là không đi nhanh thì nó va vào người rất là đau. Hai anh em đi thì thấy lạ nên là nhìn ngó khắp nơi. Hai cậu cũng lớn rồi nên là tay nải của tôi cũng ít đi. Bây giờ là đeo trước bụng là chỉ có tiền và hộ chiếu nữa thôi. Còn trước đây là đi đâu thì cũng phải cái ba lô có bỉm, có áo, có sữa các kiểu. Còn bây giờ thì những cái đồ đấy thì để trong vali rồi. Vì những cái bến tàu này là ở các cái trung tâm thương mại nên lúc nào cũng đông. Và như tôi có nói là du lịch bên Thái thì nó hay hơn ở trong nước, là cái những cái điểm
vui chơi hay là mua sắm trung tâm thương mại rất là nhiều luôn, bạt ngàn, bạn đi cả ngày cũng không thể hết được. Cái lượng khách nhiều đến nỗi mà cái hôm sau tôi chuyển khách sạn ra gần cái khu Xi ấy bạn, một trung tâm thương mại mà 7 tầng thôi mà có tới 4 cái cửa hàng Starbucks ở các tầng khác nhau thì đủ biết là cái lượng khách như thế nào. Tại vì nhiều khách thì người ta mới mở thêm cửa hàng, các bạn hình dung không? Mà một trung tâm thương mại có tới 4 cửa hàng Starbucks thì mình nhìn mình thấy choáng. Khách sạn Novotel này thì có một cái ưu điểm là tầng 2 là có cái buffet luôn, nên là về khách sạn lấy phòng tắm rửa nghỉ ngơi một chút thì xuống có thể ăn buffet được luôn, nạp năng lượng để ngày hôm sau tiếp tục hành trình. Nếu là trẻ lớn rồi hoặc là người lớn thì các bạn ở đây rất tiện, nhưng mà với như nhà của tôi trẻ con có cái vali phải kéo thì ở cái chỗ này thì họ làm vỉa hè hơi khó di chuyển một chút, nên nếu mà mình quay lại thì mình sẽ đi đổi khách sạn khác. Còn với người lớn thì ở đây là cũng hợp lý. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.